tôi tên là Nguyễn Thị Nhàn. Trước khi vào đây thì là sốt, không ho nhưng mà cái phổi nó khó khỏe. Ra đây cặp nhiệt độ là 39 độ 5 thì là thôi nhập viện luôn. Bệnh nhân Nhàn vào viện trong tình trạng sốt cao, rét run, FPO2 cũng như là 94% khí phòng, nhịp thở hơi nhanh một chút, từ 20 đến 24 lần trên phút. Đặc biệt trên cơ địa bệnh nhân có nhiều bệnh nền như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận, viêm khớp dạng thấp, phải sử dụng corticoid điều trị kéo dài. Nói chung các bệnh viện lớn là đi hết rồi, cứ ra kiểm tra lại uống thuốc, uống cái này nó sẽ bị cái này cái kia, nó cũng bị như bác sĩ bảo nhưng mà nó bị nhanh hơn mình tưởng. Trên hình ảnh CT bệnh nhân có hình ảnh viêm phổi thủy giữa phổi phải, và trên lâm sàng bệnh nhân bắt đầu có khó thở, và đấy là một trong những cái dấu hiệu nặng của viêm phổi. Mới đây thì nó bị đau xương khớp, uống thuốc xương khớp thì nó bắt đầu nó sinh ra suy tiến thượng thận. Bệnh đái đường nó mới ra đây mới biết, còn những cái hôm trước khám là không có bệnh. Bệnh nhân đã được xét nghiệm là lấy xét nghiệm đờm, làm các xét nghiệm bao gồm soi, tìm vi khuẩn, cấy vi khuẩn. Kết quả soi đờm thì có cầu khuẩn gram dương, mặc dù là kết quả nuôi cấy thì là âm tính. Tuy nhiên thì dựa trên cái đặc điểm lâm sàng và đặc điểm trên phim chụp các lớp vi tính thì chúng tôi vẫn nghĩ nhiều đến vi khuẩn phế cầu ở trên bệnh nhân này. Trong quá trình điều trị bệnh nhân thì chúng tôi đã phải hội chẩn nhiều chuyên ngành khác nhau, bao gồm chuyên ngành cơ xương khớp, chuyên ngành nội tiết, chuyên ngành hô hấp, chuyên ngành truyền nhiễm để đưa ra cái phác đồ điều trị phù hợp nhất đối với bệnh nhân. Chúng tôi đã kết hợp hai loại kháng sinh có tác dụng mạnh trên vi khuẩn phế cầu, và liệu trình của bệnh nhân là sẽ điều trị từ 7 đến 10 ngày kèm theo kết hợp với cả các thuốc loãng đờm, kết hợp vỗ rung và theo dõi cái diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân. Có bệnh thì chữa cho khỏi đây chứ cũng không phải nó nặng nề gì lắm. Mình yêu sức khỏe thì mình nằm viện thôi. Hiện tại sau 7 ngày điều trị thì bệnh nhân đã có những cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết sốt, không ho, không còn cái cảm giác khó thở hay là đau ngực. Khi mà chúng tôi chụp phim X quang lên thì thấy tổn thương ở trên phổi cũng đã giảm đi rất là nhiều. Tôi nghĩ là hiện tại thì bệnh nhân đã đáp ứng tốt với cái phác đồ điều trị hiện tại và có thể ra viện trong thời gian một vài ngày tới. Vừa đi kiểm tra về phổi nó đỡ hơn. Vừa bác sĩ lại bảo là cô đỡ thì cho mai cô về. Corticoid là một nhóm thuốc chống viêm rất là mạnh, có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh lý viêm khớp như viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nhóm thuốc này cũng có tác dụng trên chuyển hóa và trên ức chế miễn dịch. Khi mà bắt đầu điều trị corticoid kéo dài thì chúng tôi sẽ phải sàng lọc và theo dõi cho bệnh nhân về các vấn đề như rối loạn đường máu, điều trị và dự phòng loãng xương, dự phòng và điều trị nhiễm trùng. Đối với những bệnh nhân mà sử dụng corticoid kéo dài, tỷ lệ nhiễm khuẩn đường hô hấp do phế cầu và phế cầu kháng thuốc thì cao hơn hẳn so với những người không sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Sau khi ra viện thì chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là sẽ đi tiêm vaccine cúm, vaccine phế cầu, vaccine thủy đậu để bảo vệ đường hô hấp. Sức khỏe từ bé đến lớn chưa mất viên thuốc lá bao giờ, chưa đi bệnh viện bao giờ mà cũng không đi tiêm bao giờ. Các bệnh thì phải nghe bác sĩ chứ. Bác sĩ khuyên cái gì thì phải làm theo chứ. Hiện tại hai vaccine cúm và vaccine phế cầu đều rất là sẵn có và được tiêm một cách tương đối là phổ biến. Đã có những cái nghiên cứu chứng minh là khi mà mình tiêm vaccine để phòng bệnh như vậy thì sẽ giảm được cái tỷ lệ nhập viện do viêm phổi và viêm phổi nặng ở bệnh nhân sử dụng corticoid kéo dài. Riêng tôi mà cũng thay mặt cho toàn người bệnh, nói chung là rất là cảm ơn các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ và chăm sóc được sức khỏe cho mình hơn cả cha mẹ. Cha mẹ lúc đấy không chăm sóc được, là chỉ có bác sĩ thôi, có bệnh là chỉ có bác sĩ, thì rất là cảm ơn.